đây các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho một cái thẻ ATM của mình vô để mình nạp tiền mặt ngoài máy cho các bạn xem nè. Khác thì ở máy nạp tiền mặt thì có chữ ô nạp tiền mặt như thế này nha các bạn. Đó, các bạn nhấp vô đó. Đây, quý khách vui lòng xác nhận số tiền. Đó, bên trên là số tiền mình nạp 400.000 nha. Ra là 400.000. Nó ngồi vô ô có. Đó, rồi các bạn chỉ cần in nguyên lai hoặc không in nguyên lai là xong các bạn. Rồi, ok, mến chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Ăn Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại hôm nay là ngày mùng 2 Tết Xuân Quý Mão năm 2023. Thì lời đầu tiên, Lúa xin mến chúc quý cô chú và con cô bác có một năm mới vạn sự bình an, may mắn phát tài ha. Thì hôm nay sẵn tiện mùng 2 Tết, cái vườn mai của nhà Lúa nó đang nở rực nè. Lúa quay chia sẻ đến cả nhà và sẵn tiện chia sẻ đến cả nhà một cái video đó là nạp tiền mặt ngoài máy ATM. Đó, trên máy Sacombank nha các bạn. Thì do ngày nghỉ lễ kéo dài khoảng một tuần á các bạn, nên các bạn muốn nạp tiền mặt vào ngân hàng thì cũng rất khó. Nên hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý vị các bạn một video là mình có thể nạp trực tiếp tiền mặt ngoài máy ATM mà không cần vô đến ngân hàng ha. Rồi mời các bạn theo dõi video, sẵn tiện mình chia sẻ đến cả nhà một số cái tiểu cảnh mai ở quê mình, nó đang nở nè, rất đẹp. Mời cả nhà theo dõi video nha. Rồi chào cả nhà ha. Thì hiện tại mình đang đứng gần gốc mai nhà mình nha các bạn. Thì gốc mai này nó có hình rất là đẹp luôn á. Đó, hiện tại thì có người trả khoảng 8 triệu nhưng mà mình chưa có bán. Đó. Gốc mai này hình rất đẹp. Nó vành nó cũng khoảng 60 đến 70 cả nhà. Đó, đem quay một vòng cái vành xem nha. Thì hôm nay là ngày mùng 2 Tết rồi cả nhà. Đó. Thì sẵn tiện Lúa cũng quay cái vườn mai của Tết của thì hôm nay mùng 2 đó. Thì cái vườn mai nó nở đẹp quá nên sẵn tiện mình quay mình chia sẻ đến cả nhà luôn nè. Cái tàn nó rất là lớn nha. Cái này phải mà có thợ nó sửa nó là rất đẹp đó. Mình nói chung mình không có chơi nhiều nên không có sửa mai. Đây có một cái cành mai nè. Cái này có một cái chậu mai dán bay nè, đang nở tổ chùm chùm rất là đẹp luôn á. Quá trời nở rực luôn rồi cả nhà ơi. Đẹp á. Này nha. Ong lại ra hút mật quá trời luôn nè. Mình đi một vòng cho các bạn xem. Có bông vàng bông giấy, ở kia có bông vàng bông giấy rất là đẹp. Em đi bông giấy nha cả nhà. Chậu nó đang nở rất là đều, hay cũng rất là đẹp đây. Nó đang trổ bông rất là đẹp. Cái bông này thì nó cao thôi nhưng mà nó cái bông rất là đẹp. Đây là hàng dừa nhà mình nha, rất là mát luôn á.
chung ngày Tết thì ở nhà ai cũng có một cây mai hay là vài ba cây mai đó, các bạn, tổ rất là đẹp. Đây cũng vậy nè. Các bạn ơi, hiện tại mình đang trên đường ra ngoài ngân hàng để nạp tiền mặt ngoài máy ATM ha. Thuận tiện mình quay những cái vườn mai đang nở rộ á trên các nhà ở nhà vườn ở quê mình. Mình quay mình chia sẻ các bạn luôn, mời các bạn theo dõi video. Rồi chào cả nhà hen, thì hiện tại mình đang đứng trước mặt một cái máy ATM của ngân hàng Sacombank tại chi nhánh Đồng Tháp nha các bạn. Thì nãy giờ mình đã đến cái địa điểm để mình nạp tiền mặt ngoài máy ATM nè. Thì các bạn lưu ý giúp mình á, để phân biệt được cái máy nào đó mà là máy nạp tiền mặt ngoài máy thì các bạn quan sát cho mình ha. Đó, trước mà máy có để chữ là nạp tiền mặt và rút tiền mặt ngay ô nè các bạn. Đó, mình có thể nạp tiền mặt thì mình mới nạp được nha. Đó, và tên máy có để một số hướng dẫn nè, đó có chữ nè, họp nhận nè, nạp tiền nè ha. Thì cái máy này là hoàn toàn cảm ứng và nó có chức năng nạp tiền mặt ngoài máy ATM nha. Còn một số máy cũ thì nó không có chức năng nạp tiền mặt ngoài máy ATM. Và cái chỗ này là cái chỗ để mình nhớ mật khẩu ha. Và bên đây nó hướng dẫn cách nạp tiền mặt. Đó, đây các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho một cái thẻ ATM của mình vô để mình nạp tiền mặt ngoài máy cho các bạn xem nè. Đó, khi bỏ thẻ vô thì nó để là hệ thống đang xử lý. Đó, thì nó bên màn hình nó cũng sẽ hiện là tiếng Việt, tiếng Anh. Do cái máy này cảm ứng nên mình chỉ nhấn vô là được nha các bạn. Đó, đây nó kêu mình nhập mật khẩu nha các bạn. Nhập mật khẩu thì mình sẽ nhấn mật khẩu bên dưới đây. Đó, khi nhấn mật khẩu thì các bạn tránh người khác quan sát thấy mật khẩu của mình nha. Đây, sau khi mà nhấn mật khẩu xong thì nó sẽ để là hệ thống này xử lý quý khách vui lòng trề trong giây lát. Đó, thì nó cũng sẽ hiện lên một số cái số tiền nè, như 10 triệu, 6 triệu, 500 ngàn. Đó, bên kia thì có cái chữ là nạp tiền mặt, di chuyển tiền giao dịch khác. Thì ở máy nạp tiền mặt thì có chữ ô nạp tiền mặt như thế này nha các bạn. Đó, các bạn nhấp vô đó. Xong thì bên trên nó sẽ để những cái quy định để nạp tiền mặt vào máy ATM. Đó, cái loại tiền nạp là 50.000 trở lên á, và nạp tối đa là 200 đồng trong lần, miễn phí nạp tại ATM xong ăn. Đó, không nhận tiền gấp, nếp cũ gách. Đó, kiểm đếm tiền trước khi giao dịch. Đó, xong các bạn sẽ nhấn ô tiếp tục. Đó, nhấn ô tiếp tục như này. Đó, đây mình nạp tiền ha. Thì các bạn sẽ chọn loại thẻ mình đang sử dụng ha. Mình sẽ chọn loại thẻ ATM nha các bạn. Đó. Rồi, nó đang tiến hành mở cái hộp tiền ra nè. Đó, mở như thế này. Mình thì nhiệm vụ mình là bỏ số tiền mình cần nạp vô bao nhiêu ha. Thì hôm nay mình sẽ bỏ vô 400 ngàn để mình nạp nha các bạn. Đó, mình sẽ bỏ vô 400 ngàn. Mình nạp thử cho các bạn xem 400 ngàn. Sau khi nó nhận tiền nè. Thì hệ thống nó đang để hệ thống đang xử lý. Quý khách vui lòng đợi trong giây lát. Đây các bạn, thì sau khi mà nó kiểm đếm xong á, thì nó sẽ hiện lên như thế này cho các bạn xem ha. Đây, quý khách vui lòng xác nhận số tiền. Đó, bên trên là số tiền mình nạp 400 ngàn nha, ra là 400 ngàn. Đó, sau khi mà nạp xong thì các bạn nhấn ô xác nhận. Đó, thì bên trên nó sẽ nổi lên là tên của mình. Đó, bên dưới là số thẻ, số tài khoản nè. Đó, số tiền, các bạn nhấn ô vô ô có. Đó, rồi các bạn chỉ cần in biên lai hoặc không in biên lai là xong các bạn. Đó, như vậy là mình đã nạp tiền thành công ha các bạn. Đó, như vậy thì mình có thể chuyển tiền được đi bất cứ lúc nào nếu mình cần nha. Tại vì thời điểm nghỉ Tết, nghỉ lễ hay ngày thứ bảy chủ nhật ngân hàng không có làm việc, mình có thể lên trực tiếp mà máy ATM như thế này mình nạp vô. Đó, thì mình có thể chuyển tiền đi bất cứ lúc nào để tùy thuộc vào mình ha các bạn.
các bạn lưu ý giúp mình ha. Thì mỗi lần mà máy ATM chỉ thực hiện một giao dịch như thế này, và sau khi mình thực hiện giao dịch xong thì thẻ nó sẽ ổi ra để mình thực hiện tiếp một giao dịch thứ hai ha. Đây mình sẽ đưa thẻ vô để thực hiện tiếp một giao dịch thứ hai đó, mình cũng gọi có tiếng Việt để mình nhập mật khẩu vô chỗ này thôi đó. Thì hôm nay mình thực hiện xong cách nạp tiền rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền luôn. Thì ở một số video trước mình cũng có chia sẻ rồi nên mình sẽ làm sơ sơ thôi đó. Ở đây nó có nhiều chức năng như nạp tiền này, chuyển tiền, hay là các bạn rút tiền thì rút tiền số tiền khác này, ở đây rút số lẻ nè đó, cũng rất là đơn giản nha. Thì nếu các bạn nào đã coi video của mình thì sẽ hiểu nha đó. Đây mình sẽ rút thử 400.000 đó. Thì ô học tiền nó sẽ ra chỗ này nè các bạn. Thì các bạn lưu ý giúp mình là tên tất cả các máy ATM của Sacombank đều là mình sẽ nhận thẻ trước rồi mình sẽ nhận tiền sau nha. Đó, tiền nó sẽ ra ngay chỗ này nè các bạn. Đó. Đó. Các bạn lưu ý nha, sau khi mình đã nhận thẻ trước thì mình quan sát cái học tiền nha, thì nó sẽ ra từ từ chứ nó sẽ không liền nè. Đây mình đã rút ra 400.000 nè các bạn. Đó. Thì như vậy là mình đã hoàn thành cách nạp tiền và rút tiền ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Đây là máy không có chức năng nạp tiền mà máy ATM nha các bạn. Thì nó sử dụng bằng phím thôi.